Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Zodia Supercar Vlog. Hôm nay thì Zodi sẽ cùng các bạn đi khám phá nhanh chiếc Toyota RAV4 2020 vừa được đưa về Việt Nam. Đây là phiên bản LE và sử dụng hệ dẫn động 2 cầu. Đây là chiếc RAV4 mới nhất trên thị trường toàn cầu và vừa được đưa về Việt Nam bởi showroom Auto 568-420 Lạc Long Quân, Hà Nội. Đây là chiếc crossover rất là hot của Toyota, vừa lọt vào top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường Mỹ quý 1 năm 2020. Đó, rất đẹp luôn. Mình sẽ quay một vòng cho các bạn chiêm ngưỡng trước, sau đó sẽ đi đến từng chi tiết một, chi tiết đáng chú ý. Hà Nội hôm nay trời khá là nắng. Đó, nhìn từ góc này các bạn có thể thấy chiếc RAV4 2020 này nhìn rất gấu đúng không? Đó, vừa rồi có một chiếc Honda CR-V đi qua, đó chính là đối thủ của Toyota RAV4 tại Mỹ. Việt Nam thì Toyota RAV4 không được phân phối chính hãng. Mẫu xe này được rất nhiều người mong chờ hãng sẽ đưa về, tuy nhiên tính đến nay thì nó vẫn chưa xuất hiện. Đó là một sự đáng tiếc. Như các bạn thấy cái đèn can dán trên kính xe, chiếc này thì nhập về cho một khách hàng đặt xe, đặt showroom nhập về và có giá bán hơn 100.000 USD. Hơn 100.000, các bạn có tính là 100.000 là 2 tỷ 3, hơn 100.000 là bao nhiêu. Đây, bắt đầu mình sẽ đi vào chi tiết này. Đầu tiên là phần đầu xe này, nó thiết kế hầm hố hơn rất là nhiều phiên bản cũ. Và RAV4 trông nhìn cũng thể thao hơn rất là nhiều so với các đối thủ khác như Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Honda CR-V, vân vân. Đó, các bạn thấy đây này, cái diện mạo này này nhìn trông rất gấu luôn. Các bạn sẽ liên tưởng đến chiếc Toyota 4Runner cũng đã được đưa về Việt Nam và bán với giá hơn 4 tỷ đồng. Hay là đàn anh Toyota Highlander thế hệ mới nhất cũng có thiết kế kiểu phần đầu như thế này. Và tương lai gần nhất là chiếc Toyota Fortuner 2021 cũng sẽ có thiết kế tương tự như thế này, với phần đầu cực kỳ hầm hố luôn, phong cách thể thao, off-road. Chiếc này thì được trang bị đèn pha LED, đèn xi nhan là bóng halogen, đèn pha LED này. Toyota Fortuner mới cũng sẽ có kiểu thiết kế đèn pha LED như thế này, cũng là một cái vệt nằm ngang này, cũng có thể nó sẽ mỏng hơn. Cụm lưới tản nhiệt phía trước này, với những cái hốc hút gió cỡ lớn được sơn đen trên phiên bản LE này. Phiên bản Limited hay là phiên bản cao cấp hay là phiên bản Adventure sẽ có kiểu thiết kế khác một chút so với phiên bản LE này ở cái phần đầu xe, khi được trang bị thêm những cái chi tiết ốp kim loại mạ chrôm cho nó sang trọng hơn. Đó, các bạn có thể thấy phần đầu xe này trông rất gấu đúng không? Ấn tượng hơn rất nhiều so với đời cũ cũng như so với những mẫu xe khác trong phân khúc này. Chiếc này thì được trang bị bộ mâm bay nhất có thể. Đây là bộ mâm tiêu chuẩn này. Kích thước là 17 inch, lốp là 225/565, lốp khá là dày, đi rất là êm luôn các bạn. Mình chạy thử chiếc này và rất êm, đi qua ổ gà thoải mái luôn. Lốp là lốp Tozo các bạn nhé. Hai bên thân xe thì không có nẹp kim loại. Phiên bản cao cấp hơn thì hai bên thân nó sẽ có ốp kim loại thì nó đẹp hơn. Gương chiếu hậu cũng không được tích hợp đèn xi nhan báo rẽ. Đó, cái chi tiết là mình thấy khá lạ là chiếc này không được tích hợp đèn xi nhan báo rẽ trên gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu cũng được sơn đen. Đây là phần ngang của chiếc Toyota RAV4 2020. Đó, các bạn có thể quan sát này. Một chiếc crossover cá tính. Chúng ta sẽ vòng ra phần đuôi, cũng có một số thay đổi so với RAV4 đời cũ đã được đưa về Việt Nam. Đây, cụm đèn hậu chính là một sự thay đổi khá là táo bạo khi được thiết kế góc cạnh hơn, với những cái đường G nhô ra. Đó, các bạn nhìn thấy những cái đường G nhô ra. Đó, sử dụng cả bóng LED và bóng halogen. Đây là những cái bóng LED nhỏ li ti, còn đây là bóng halogen.
logo RAV4. Hệ thống ống xả đơn đặt đối xứng hai bên. Đó các bạn nhìn thấy. Ống xả đơn đặt đối xứng hai bên, nhìn từ phần đuôi này. Khá vuông vức cân bằng và có chất thể thao off-road ở trong đây. Đó, các bạn có thể thấy logo LE AWD, hệ dẫn động 4 bánh. Đấy, xe được showroom Auto 568 420 lòng quân nhập về. Một chiếc Toyota RAV4 đời mới nhất và có giá bán hơn 100.000 USD tại thị trường Việt Nam. Và chiếc này cũng được nhập về theo đơn đặt hàng của khách. Trên thực tế thì với giá bán này thì nếu như các showroom nhập về thì rất khó để tìm khách hàng. Và họ thường đưa xe về khi có đơn đặt hàng của một ai đó, của một vị đại gia nào đó. Một du học sinh từ Mỹ về và muốn sở hữu một chiếc xe Mỹ đúng chất mà không đụng hàng tại thị trường Việt Nam thì sẽ lựa chọn những chiếc Toyota RAV4 kiểu như thế này. Và các bạn yên tâm, với giá bán như thế này thì sau 1-2 năm các bạn muốn bán lại và mua một chiếc xe khác thì giá vẫn là rất cao, có khi vẫn hơn 2 tỷ. 1-2 năm sau vẫn hơn 2 tỷ. Chúng ta sẽ đi vào bên trong. Chiếc này là phiên bản LE, gần như là phiên bản tiêu chuẩn. Thế nên nội thất nó cũng không được trang bị quá nhiều những cái xịn sò cao cấp đâu. Thành cửa thì là bọc da. Đây là những cái chi tiết bọc da này. Những chi tiết bọc da chỉ xuất hiện ở thành cửa. Ở đây, ở táp lô. Trong khi ghế ngồi thì là bọc nỉ các bạn nhé, bọc vải nỉ. Đó, ghế ngồi bọc vải nỉ cao cấp. Đó, với cái đệm mút ngồi ấn nó thấy êm rồi. Toàn bộ ghế ngồi đều là chỉnh cơ, không có một vị trí ghế nào chỉnh điện hết. Ghế lái cũng chỉnh cơ và ghế phụ chỉnh cơ. Trời hơi nắng một chút, mình sẽ vào một quay chi tiết hơn này. Đây là cái màn hình giải trí cho chiếc Toyota RAV4 2020. Đóng cửa vào cho mát. Đó, đóng cửa kêu nghe rất chắc chắn luôn. Cái màn hình này kích thước khoảng 7-8 inch. Đây, mình sẽ về home này. À, đây chính là cái home luôn. Có thể kết nối với điện thoại. Không biết là có đã có Android Auto chưa. Có lẽ là chưa. Với cái màn hình này chỉ là một cái màn hình kết nối thông thường thôi. À, cũng có hiển thị map ở đây. Tuy nhiên chưa cài đặt. Khá là nhạy các bạn nhé. Audio này. Có AM, FM này. Có Bluetooth đây. Có suộc kết nối với điện thoại. Có menu xem nào. Có audio phone. Apps có thể kết nối wifi để cài đặt app thêm. Projection kết nối với điện thoại hay là máy tính này. Info về xe này. Đó, Echo. Các mức độ tiêu thụ nhiên liệu nó cũng có thể hiển thị ở đây. Đây, range của dung tích bình nhiên liệu đang là 271 mile. Vẫn đang là sử dụng mile chứ không phải là km. Có cái núm xoay volume ngay ở phía góc này. Đó, các bạn thấy xoay volume ở đây. Bên này cũng có những cái nút như kiểu là 6 check phone app và turn cruise. À, có Sirius XM ở đây. Cửa gió điều hòa đặt ngay phía dưới luôn các bạn nhé. Và cái màn hình này cũng được đặt nổi như những chiếc xe sang của BMW, Audi. Nhìn trông nó đẹp hơn. Mặc dù cái màn hình nó lọt thỏm ở bên trong một cái khung to. Phía dưới cũng có những cái màn hình điện tử khác này. Hiển thị điều hòa, lượng gió này. Đó, lượng gió này, nhiệt độ này, điều hòa có lẽ là một vùng độc lập. Chiếc này chỉ có một vùng độc lập thôi. Phía dưới cũng có một cái màn hình điện tử nhỏ khác này. Có chống trơn trượt ở đây. Bên trong thì có một cái cổng kết nối USB. Một cái cổng kết nối USB, cổng kết nối tẩu thuốc. À, một cái cổng sạc dạng tẩu thuốc. Đó, hơi tối một chút. Phiên bản này thì không được trang bị sạc điện thoại không dây. À, sạc điện thoại không dây. Tuy nhiên với cái phiên bản cao cấp hơn thì có lẽ là ở đây sẽ là sạc điện thoại không dây. Một cái chi tiết khá ấn tượng ở trên chiếc RAV4 2020 mà mình nhận thấy đó chính là cái vị trí cần số ở đây. Cần số thiết kế khá là đẹp, mình đánh giá khá cao cái cần số này. Nhỏ nhắn và không kiểu thô kệch mà trông nó rất là sang, hiển thị điện tử ngay ở bên cạnh đây. Đó các bạn nhìn thấy, hiển thị điện tử này. Có những cái chế độ lái như Eco, Normal, Sport, có cả Sport luôn nhá, có dừng tạm thời này, có phanh tay điện tử nhá, không còn là phanh tay to, phanh tay điện tử nhìn rất đẹp luôn. Có chế độ vận hành trên tuyết này, wow, chữ sa mạc này, và sỏi đá luôn nhá các bạn nhá, rất nhiều luôn này, xịn sò luôn. Về vận hành thì Toyota vẫn luôn là một thương hiệu rất là nổi tiếng về chế độ vận hành êm ái,
Ngoài ra RAV4 là những cái mẫu xe SUV của Toyota cũng có khả năng off-road rất là đỉnh cao. Các bạn có thể nghĩ ngay đến những chiếc Land Cruiser đó. Đây có hai cái khay để cốc, khay để đồ. Mình sẽ ngả cái ghế này lên để quay kịp phía sau cho các bạn. Tất cả đều là chỉnh cơ. Đây chính là vô lăng trên Toyota RAV4 2020. Ba chấu bọc da và một số cái chức năng cơ bản. Có set cruise control là trên này rồi, không còn là ở vị trí dưới như đa phần những chiếc Toyota khác hay set ở dưới đây hay là Lexus thế. Chiếc này thì đã set ở trên vô lăng rồi, tiện hơn rất là nhiều thay vì tỏ tay xuống và xoay xoay ở dưới. Cộng trừ các thứ ở đây, những cái này thì quá là quen thuộc rồi. Đàm thoại rảnh tay, màn hình phía sau là vẫn là analog và một cái màn hình điện tử chính giữa quen thuộc của Toyota thôi. Chiếc này thì vẫn khởi động bằng chìa các bạn nhé, vẫn cắm chìa khởi động, không phải là khởi động thông minh. Hơi đáng tiếc, chi tiết này hơi đáng tiếc một chút. Không có cửa sổ trời. Điều hòa thì được bố trí ở 1, 2, 3 ở hàng ngay trước, mình sẽ vòng ra phía sau. Đóng thử cửa cho các bạn nhé. Cửa đóng rất là chắc chắn luôn. Đây là hàng ghế thứ hai, không có gì đặc biệt. Có ghế nỉ này, có bệ tì tay ở đây này. Đó, hai cây để cốc. Không có cửa gió điều hòa ở dưới này. Có một cổng dạng tẩu thuốc ở đây. Một cổng tẩu thuốc ở đây. Và một cổng, hai cổng USB ở dưới. Đây là hai cổng USB các bạn nhé. Nó cân bằng sáng, hơi sáng một chút. Đó. Có camera lùi các bạn nhé. Đó, có camera lùi đây. Cửa mở thì là bằng cốp mở bằng cơ. Các bạn sẽ dùng tay nhưng khá là nhẹ nhàng thôi. Cốp chứa đồ nói chung là rất rộng. Chiếc này có kích thước tương đương với những chiếc crossover 5+2 như kiểu là CRV hay là XTRAIL, thế nên nó không được trang bị hai cái hàng ghế cuối, hai cái ghế cộng 2. Thế nên không gian nó rất là rộng, các bạn có thể để được rất nhiều đồ ở đây. Bộ gôn hay là vali thì để thoải mái luôn nhá. Hàng ghế thứ hai cũng có thể gập xuống. Các bạn cũng có thể gập nó xuống. Đó, gập phẳng xuống tạo nên cái không gian rất là rộng cho khi các bạn có nhu cầu để nhiều đồ hơn. Mình xem có cái kịch cổng kết nối nào ở phía sau không. Không có cái cổng kết nối nào. Từ đây các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ khoang cabin này. Đó. Cốp đóng cũng là bóng bằng tay. Có một cái chỗ vị trí nắm ở đây. Các bạn kéo xuống. Đó, đóng xuống. Đây là vị trí ghế lái. Cũng là chỉnh cơ. Hệ thống loa. Loa không biết là của thương hiệu nào. Gắn chữ RAV4 bên cạnh. Đây, vô lăng này, cabin này. Lên cái lái xem nào. Đây, có thể quan sát kỹ hơn cái cụm này, thiết kế rất là đẹp luôn nhá. Vị trí này mình rất là ưng trên chiếc RAV4 2020. Toyota RAV4 2020 thì được trang bị động cơ 2.5 lít, công suất là 203 mã lực. Bây giờ thì đã có mặt bên trong khoang cabin của chiếc RAV4 2020 và mình sẽ trải nghiệm một chút thôi. Thời điểm này là cứ lên xe hay là ra ngoài cứ bịt khẩu trang cho chắc các bạn. Đó, có camera lùi. Chất lượng thì cũng không quá xuất sắc. Cái âm rất tốt luôn. Vào xe là không nghe thấy gì nhiều ở bên ngoài nữa. Wow. Đó, đang để chế độ eco nhá. Và đạp nó cũng lên khá phê luôn các bạn.
Ga khá mượt, trước này thì trang bị 2.5 lít khí tự nhiên, thế nên các bạn có thể thấy là đó, không có lấy chuyển số phía sau vô lăng. Trước này thì cũng không cần quá thể thao, 203 mã lực. Tuyên mình thấy trên này có rất nhiều những tính năng như kiểu chạy tuyết này, chạy sa mạc hay là đường sỏi đá này. Nói chung là Toyota trang bị tận răng như chiếc này luôn. Có 3 chế độ lái Eco, Normal, Sport. Hiện tại thì đang chế độ Eco. Để một chút nữa vòng lại thì mình sẽ chuyển sang Sport, xem cảm giác lái nó có khác biệt hơn không. Đây, chuyển sang chế độ Sport này, vận hành thử chiếc RAV4. Wow, chân ga nhạy hơn hẳn luôn. Đạp nó không quá thốc lên, tuy nhiên nó cảm giác cứng hơn, cái gì cũng cứng hơn các bạn nhé. Hệ thống treo cũng cứng hơn này, vô lăng cứng hơn này, ga cũng cứng hơn, mượt hơn, mạnh hơn. Phải là nhích một chút thôi, nó cũng có phản ứng ngay. Không phải là chế độ tiêu chuẩn thì các bạn sẽ cảm giác như ga nó mượt hơn. Còn khi các bạn chuyển sang chế độ Sport thì vô lăng cứng và chân ga nó cũng cứng hơn. Các bạn chỉ cần nhích nhẹ chân ga thôi, các bạn sẽ thấy được ngay cái sự phản hồi từ hệ thống khung gầm, hộp số cũng như động cơ. Đó là sự khác biệt. Tuy nhiên với một chiếc Toyota RAV4 2020 này thì các bạn có thể trải nghiệm đi phố và một số cái cung đường vừa vừa thôi, không nên đi đua. Vậy sẽ kết thúc cái video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.